Cho chị hỏi, như em nói là dự đoán là từ nay đến sang năm là giá trị đất của chung cư tăng từ 12 đến 15%. Cộng với lại, bởi vì là cái phương án của bên em làm là lãi vốn và lãi dòng. Vâng. Thì cái lãi như cái lãi dòng ấy thì em tính là 6%, 12 đến 15% cộng với lại 6% thì được khoảng tầm 21% trên một năm. Nhưng mà như cái bài toán như em nói là lãi suất của em là 36% thì chị đang nói là đấy là cái mức tối thiểu mà bên em đặt ra mục tiêu. Nhưng mà chị nói với em là thế này, bây giờ giá ở nội đô thì là cao rồi, đúng không? Em vẫn dự đoán là nó sẽ tăng. Vâng. Nhưng mà giá đất bây giờ ở nội đô thực ra là cái thường tâm lý cái người ta có nhà thì người ta cũng không muốn bán cái tầng này. Mà những cái chỉ trường hợp người ta cần thiết, ví dụ như là thường là chị thấy là những người mua đi bán lại với nhau là những cái người dạng như đầu cơ đầu tư. Vâng. Thì người ta mua đi bán lại với nhau. Nhưng mà mua đi bán lại thì người ta cũng bấm theo cái giá thị trường. Vâng. Và thậm chí bản thân những người ta có nhà người ta cũng bấm theo cái giá thị trường. Ít nhiều người ta cũng hỏi ông hàng xóm ông A, ông B, ông C, đúng không? Vâng. Thì người ta cũng định giá được cái nhà của người ta. Vâng. Thế thì câu chuyện ở cái chỗ là ý chị nói là bây giờ là mình đầu tư ở nội đô thì cái việc mình đi mua ở nội đô nó là một câu chuyện rất là để mà mình tính ra được cái lãi vốn và lãi dòng như em nói thì chị thấy nó khó. Và để mà được cái chị nghĩ là nếu như được khoảng tầm dưới 10% thì chị nghĩ còn có khả năng tính toán được. Chứ còn nếu như mà em nói là được 35% chị thấy khó. Tức là đấy là kể cả mình mua những cái 4 tầng em đập đi, em chỉ cần cái khung em xây lên. Đấy, thì để mà cái lãi suất ra được 35% như em nói thì chị thấy nó Trên một năm đấy. Chị đang tính trên một năm đấy. Làm 20 vụ. Bởi vì thế này, tức là cái đợt vừa rồi cái sóng vừa rồi. Như vậy là bọn em chỉ cần 17% thôi. Chị đang nói là cái sóng vừa rồi thì không ai nói được. Đấy. Bởi vì sóng vừa rồi thậm chí kể cả người trong cuộc người ta cũng khó mà nếu như mà mình biết, bởi vì cũng như em nói nếu mình biết thì coi như thậm chí mình bán lại cái nhà, bán cả một cái tài sản của mình để mình mua ôm rất nhiều. Lúc đấy mình chỉ cần, hoặc là mình, như em nói cần đợt rồi chỉ cần đúng mức đặt cọc. Đúng là cái thương vụ vừa rồi từ nếu như ai biết trước Tết thì mua thì rất là giá thì thậm chí lên được từ lại nhiều 5%, thậm chí 100%, đại cọc thì em được 100%, nhưng mà mua trước Tết và bán sau Tết thì chắc chắn được 50%. Ví dụ như em mua chị phải như cái đợt chị mua, ví dụ như nhà khoảng tầm 3. Được rồi, cái đấy chị không cần nói ví dụ, nhưng mà chị muốn em cái lại câu hỏi của chị là cái câu hỏi tại sao em lại ra được 35% đúng không? Câu hỏi của chị ở đây là gì? 35% của em là một năm em quay vòng 2 lần và mỗi lần em có cần có 17% mà. Nếu mà em mua giá bình thường thì trong vòng 6 tháng của em nó đã tăng lên 7% rồi. Em vừa nói là quay 2 vòng đúng không? Đúng rồi, em không quay vòng 1 vòng đâu. Nhưng mà cái câu chuyện chị thấy bây giờ, tức là cái giá chị thấy bây giờ đã, ví dụ như mình mua đấy một là cái nhà khác. Chị đang nói với là bây giờ chị mua một cái nhà, ví dụ cứ cho 10 tỷ đi, mình mua ví dụ như là 9 tỷ rưỡi hay 9 tỷ 3 đã là mình để rẻ so với lại mặt bằng rồi. Vâng. Thì ý chị nói là mình chỉ được khoảng tầm là lãi khoảng 7% thôi trên cái lãi vốn. Đấy. Thì tức là chị đang nói kể cả là mình đập đi, mình xây lại, mình các thứ thì chị nghĩ chỉ khoảng tầm 10% được lại. Thế đúng, nhà sửa của em là em chỉ 10% mà. Chị đang tính là như vậy. Vâng. Thế thì cái câu chuyện ở chỗ còn lại, nếu như mà trường hợp em tính, trong trường hợp em chưa bán, trong thời gian em chưa bán thì đương nhiên em cho thuê đúng không? Em cho thuê, nhưng cho thuê thì ngắn hạn thì thường thường là nó cũng không tốt. Không. Vấn đề là em có cho thuê những cái sản phẩm đấy đâu. Cho thuê như thế để sau đó nhà của mình nó trở thành vừa sơn xong là nó trở thành lại cũ, lại bị hỏng. Cái đấy mình không cho thuê đấy. Thì cái câu chuyện của chị vẫn cứ băn khoăn. Tại vì chị đang chỉ làm một cái sản phẩm đấy, đâm ra chị chỉ có góc nhìn đấy thôi. Không, chị đang nói là cái giai đoạn trước không nói làm gì, bởi vì nếu mà ăn theo sóng thì ok, cái đấy không ai nói được, người ta gọi như là tắt nước theo mưa ok. Chị đang nói cái thời điểm từ bây giờ trở đi, chị
chị đang nói thế nào để được 10-20% gì đó 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 rồi chị nhìn thấy, chị nhìn thấy trước mắt nếu mà giỏi thì anh chỉ được 7-8%. Bây giờ nó khó hơn, nó khó thì bây giờ chị phải đi đào sâu và tìm ra những cái sản phẩm mà nó giá rẻ hơn thị trường là 5-10-15% vào, 20% vào. Thấy cái câu chuyện chị đang nói ở cái thời điểm này nó khó đấy, vì đang lên, đúng rồi mà đã lên liên tiếp rồi, đúng rồi, vì thị trường bây giờ ai có được giá ngang không em, người ta cần bán và cái hoàn cảnh người ta phải bán rất khó. Bây giờ cái người mà kể cả những người ta vỡ nợ trong ngân hàng, kể cả ngân hàng định giá cũng không bao giờ, nó cũng phải định giá cũng ví dụ rẻ hơn thị trường một chút chút thôi, không tạo một cái gì chung. Cứ nhìn vào cái lãi suất ngân hàng hiện nay cho mình vay bao nhiêu ấy là mình có thể là đầu tư vào bất động sản được. Ý em không là, đấy là phản xung khác, đấy là nói là phản xung khác. Em phân để nếu mà tư duy như thế, chị phải hiểu là như này, trong cái vấn đề tư duy ấy, trong cái vấn đề suy nghĩ ấy, thì người ta nói một câu là gì, mình suy nghĩ trong đầu cái gì thì tay mình sẽ cầm cái đấy, chị hiểu không? Chị tự nhiên đặt một ngọn núi rất cao, bảo úi tôi làm sao tìm được những cái giá bất động sản giá rẻ hơn thị trường 5-10-15%, thì tự nhiên là chị sẽ automatic là chị sẽ không tìm được cái đó và chị sẽ không cố gắng tìm được cái này. Không, bởi vì thực ra là nói thật là chị cũng đã làm thổ cư nhiều, chị làm kể cả Thiên Khôi, bởi vì app hàng này là chị đã hàng là chị đã theo đấy, cái đấy thì khi mà lên app thì đương nhiên là hàng cũng không còn cái kèo ngon cho đúng mình rồi, đúng rồi chị hiểu, nhưng mà qua các đồ chủ chị cũng sẽ tìm được các kèo, nhưng mà chị cũng đi rất là nhiều, nhưng mà chị thấy rằng là để mà tìm ra để mà cái hời mà thì thực ra đúng là cậu tìm kim đáy biển tầm này thực sự em vẫn đang có những thương vụ như thế. Đấy. Em vẫn có những thương vụ như thế vì là mối quan hệ của em rộng hơn, đội nhóm của em rộng hơn chị, thông tin của em nhiều hơn chị, công nghệ của em áp dụng tốt hơn chị đấy. Thì nên chị muốn thế thì chị đừng nói là ô tôi không thể tìm được, mà tôi sẽ cố gắng để tìm được, nó khác nhau. Bởi vì là đây đi theo đội nhóm thì mình đi xa hơn, nhưng mà nó có một cái khó, tức là mình đội nhóm thì lúc đấy cái số lượng, tức là mình phải các nhóm, mỗi nhóm phải đưa ra một cái lộ trình đi, ví dụ như là cái tháng này tôi phải tìm ra khoảng 3-5 căn ví dụ như vậy. Thì cái câu chuyện là tìm 3-5 căn của một đội một nhóm xong nhân với lại của một là ví dụ một nhóm em chia khoảng 10 người đi thì là 12 nhóm đúng không? 12 nhóm em nhân ví dụ khoảng 3-5 căn thì khoảng 60 căn đấy. Thì cái câu chuyện là đi tìm nguồn là một vấn đề đấy. Là một cái giá vấn đề một chút luôn. Vấn đề là một chút ở đấy. Vậy nhưng mà để mà đạt cái mục tiêu như em nói. Không, nhưng mà em có ra tìm là yêu cầu đội nhóm của em phải tìm ra là số lượng căn như chị đâu. Đấy, chị biết một mục tiêu là ví dụ như là trong một năm họ là chỉ là 2 căn hoặc 3 căn, hoặc có những người mục tiêu mạnh hơn thì 1 tháng 1 căn chẳng hạn. Chị hiểu ý em không? Chứ không phải mục tiêu như thế mà phải đạt chốt lại thì vẫn là cái giá mình mua để mà mình phải đạt được, phải đạt được một căn và khi một mà căn tốt hơn 2-3 căn bọn em vào căn nào bọn em đã phải có dự toán hết rồi, phải đạt được cái dự toán đấy thì mới vào chứ.